Xin chào anh em, đây là cái buổi sát Tết của Trung Âu Tu rồi, thời Covid anh em ạ. Covid nhưng mà khách hàng thì vẫn ủng hộ anh em Trung Âu Tu. Hôm nay mình sẽ quay vlog lại tại Trung Âu Tu để xem được những chiếc xe đang đậu ở đây thì có những chiếc xe nào. Thì đây là những chiếc xe này. Mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đây còn Camry 2020, ở đây là chiếc Morning rồi. Đó. Rồi chiếc xe tiếp theo nè. Chiếc xe này mình sẽ quay đầu tiên đi. Đây là chiếc xe Honda City đời 2009, thì trang bị bộ C1S 9,5 triệu anh em ạ. Mình sẽ quay đến này. Đây, đây là mã C1S. Mã sản phẩm này thì bán rất là nhiều, được anh em rất là yêu thích, với có cả hệ thống cam 360 và màn hình. Đây, cái trường hợp mà Civic ấy thì nó có hai loại mặt dưỡng anh em ạ. Thì mặt dưỡng này là mặt dưỡng 9 inch, đấy, nó rất là đẹp. Nó so với cái bản 10 inch thì bản này đẹp hơn rất là nhiều lần. Đó, mình sẽ xoay mặt đằng sau này. Đây rồi, đấy, đây là mã C1S và có tem bảo hành điện tử. Đây anh em cào cái mã tem này ra để check sản phẩm cũng như là bảo hành điện tử luôn. Và ở trên này thì có tem của OLED nữa này. Đó, thì mã sản phẩm này thì chưa thấy hàng fake, nhưng mã C2 thì fake rất là nhiều. Đó. Ở đây thì anh em đã đi xong hết rồi. Đang đi 4 camera xung quanh một chiếc màn hình này. Với cấu hình là RAM 2GB, ROM 32GB. Đây là camera phía đằng trước. Cái này thì có cái logo zin theo cái này. Đó. Và chúng ta sẽ lắp zin luôn. Và chiếc Santa Fe ở đây thì lắp trước màn hình và hệ thống cảnh báo slow steamed. Rồi, quay đến chiếc Santa Fe 2020 anh em ạ. Đó, đây là chiếc màn hình X6S rồi. Cơ bản là lắp xong hết rồi. Đấy, bản này cũng là màn liền cam 360 luôn. Gương mình cũng tháo ra rồi anh em ạ. Đó. Logo đằng trước thì mình chưa được đi xong. Chiếc xe này thì mới làm, chưa làm được nhiều lắm. Ok, mình sẽ quay đến chiếc xe Camry. Chiếc xe Camry này thì độ cái bản là cam 360 zin vào màn hình luôn. Đó, thì nó sẽ phải sử dụng qua Kenbird anh em ạ. Đây, phiên bản có Kenbird này. Đấy. Tuy nhiên là cũng cắm zin luôn. Đây là mã X900AHD. Cái bộ này cũng đắt ngang với cả bộ liền màn. Tuy nhiên là bản 2.5Q thì không lắp được. Muốn lắp 360 chỉ có cách này thôi. Đấy. Phiên bản là 2.5Q thì sẽ sử dụng cái loa JBL rất là ngon. Chiếc xe này thì cơ bản xong hơn các dòng xe khác rồi. Camera lùi đằng sau cũng đi xong hết rồi. Đó. Cái phiên bản mà liền không liền cam 360 này thì mình cũng tư vấn cho anh em, đấy là anh em nào thích màn hình zin nguyên bản thì mới trang bị như này thôi, chứ không là cũng rất là đắt. Đó, còn nếu mà anh em trang bị mà màn liền cam 360 rồi thì anh em nên trang bị là all in one thì nó sẽ ngon hơn. Ok, mình sẽ quay đến chiếc xe tiếp theo này. Vừa lúc nãy là 4 chiếc xe rồi. Đây, Camry phía đằng trước. Đấy, camera phía đằng trước. Rồi mình sẽ quay đến chiếc xe Fadin. Đây là chiếc xe này thì full đồ hơn nữa. Đấy là độ Smart Key Cabrio. Màn hình OLED C1S. Và độ đèn. Đấy. Đang tháo cái cặp mắt của nó ra rồi và cho vào đôi bi. Đó. Chiếc xe này cũng lắp cả cảm biến áp suất lốp nữa. Rất nhiều đồ. Cơ bản chiếc xe này thì xong cơ bản, còn bộ đèn đó. Santa Fe thì X6S. Còn bản này đây, bản này thì mình đang dán phim lại. Phim dán từ rất là lâu rồi, nên nó không có tác dụng mấy nữa. Và lắp màn hình Android.
Đấy, cam lề này anh em thấy xấu không? Rất là xấu luôn. Đây là độ từ ngày xưa anh ạ. Đấy, mình đang xé cái phim ngày xưa dán vào đây. Thì thường ấy, phim tàu ấy thì chắc chắn là dán xong sẽ bị xé đi anh em ạ. Nên là anh em mà dán phim cách nhiệt thì không nên dán phim hàng tàu. Đấy, hàng tàu thì nó có hơn triệu thôi. Hơn triệu thì không nên dán. Đấy, dán xong lại phải bóc ra thôi. Và ở đây nữa thì màn hình Android thì cũng được anh em trang bị này. Cũng khi mà lắp lại thì phải cắm zin hết toàn bộ, không đấu chế. Ngày xưa chiếc xe này bị đấu chế. Nó vào dán phim cách nhiệt nữa. Rồi chiếc xe thứ 6. Đây là chiếc xe Sorento. Mình sẽ coi chiếc xe này lắp gì. Và trên này thì nó có hai chiếc xe nữa, chiếc Mac S350. Đây là mã OLED C2. Đó, anh em đang kiểm tra để hoàn thiện. Thì mã này thì lắp rất là nhiều rồi. Đây, Mac S350. Đời này là đời cũng bây giờ cũng khoảng được chục năm rồi. Thì mình sửa lại loa hết toàn bộ. Đấy, loa zin của nó đã bị hỏng anh em ạ. Những cái đời mà đời mà khoảng 10 năm ấy, mẹt thường rất hay hỏng. Những cái chi tiết xung quanh, nội thất, kể cả là loa đài nó cũng bị hỏng hết. Đây mình đang trang bị mà Android. Đấy. Có phần mềm cái đi dẫn cái này. À, đây là màn Android của Mac S350 anh em ạ. Rất là đẹp luôn. Và nó tích hợp cả cái con chuột xoay ở dưới này. Đó, anh xoay trong cái con chuột thôi. Đó. Nắp này. Đắc trái này. Đó. Đó. Âm nhạc này. Ấn này. Đó. Đắc bài. Nói chung là nghe nhạc toàn bộ là sử dụng zin hết toàn bộ. Zin hết luôn. À, chiếc xe này sửa loa xong hết chưa anh? Đang ráp vào. Zin hết luôn. Tất cả Mac S 350 hay là Mac C, Mac E thì đều lắp màn hình zin như thế này. Và cấu hình thì mình trang bị cho chiếc màn hình này là cấu hình RAM 4GB, ROM 64GB. Sử dụng chip Qualcomm. Cái chip của cái màn Mac những cái phiên bản màn Mac ấy thì được sử dụng cái chip Qualcomm, nó giống như cái mã X6S ấy. Đấy, nên cái đồ họa rất là đẹp và hình ảnh cũng rất là tuyệt vời luôn. Nên là mình cũng rất là thích lắp những cái phiên bản mà được sử dụng cái chip Qualcomm này. Bởi đồ họa rất đẹp và nó rất là nét. Đó, khi mà lắp lên thì nó sẽ zin luôn theo xe. Ok. Và đây mình sẽ quay đến chiếc xe Forte tiếp theo. Anh giữ hộ em cái màn hình. Chiếc xe Kia Forte này thì anh cũng lắp cái màn hình zin nguyên bản rồi. Anh bây giờ anh nâng lên cái màn hình Android. Đấy. Đây là chiếc màn hình zin này. Thì chiếc này nó cũng khoảng được tầm đến bây giờ là 23, đến bây giờ là 7 năm rồi. Đấy, thì anh nâng cấp lên màn Android. Mã là OLED C2. Đây, mã OLED C2 đây anh em ạ. Ở cái mã C2 này thì anh em cực kỳ lưu ý nhé. Đối với cái hàng fake ấy thì nó sẽ không có cái QR code này này, để cho chúng ta quét mã QR code ở đây. Đó, khi mà quét mã QR code thì anh em cào ở trên cái đầu DVD ra, sau đấy anh nhập cái mã code này vào đây. Đó, và đây là cái giao diện phiên bản 2021. Nó được sử dụng một cái tấm màn hình nền là QLED nên nó rất là sắc nét. Đó. Ok, mình sẽ xin phép anh ấy được quay lên trên màn hình cho anh em xem. Anh cho em xin quay đây một chút thôi. Đó, lắp xong hết rồi anh em ạ. Nó đẹp hơn màn zin đấy. Ok, em vào mạng cho anh chút nào. Đấy, ra lệnh giọng nói luôn. Có ra lệnh được không? Nghe nhạc trẻ remix. Đấy, mình ngồi rất là xa vẫn ra lệnh được luôn. Đấy, nó sẽ vào để chúng ta nghe nhạc. Anh bấm ở trên vô lăng hộ em. Vâng. Nghe nhạc Tết.
Đấy, mình ngồi ở ghế hàng sau vẫn đọc được luôn. Ok, đấy, tùy theo thời tiết, tùy theo mùa, anh em nghe nhạc cho nó hợp lý. Đó, anh bấm hộ em đọc chỉ đường nhá. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình. Đó, đơn giản vậy thôi, toàn là ra giọng nói. Đó, anh có thể bấm để đọc radio được ấy. À, anh đọc. Mở radio. Đấy, nó sẽ ra radio để anh em nghe. Ok, được rất là nhiều thứ. Thì khi mà anh em thay cái màn hình zin này thêm khoảng tầm mấy triệu thôi, thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình Android thông minh. Và mình sẽ quay lại một số ở xưởng Trung Auto cho anh em xem qua. Nếu anh em có nhu cầu thì ủng hộ chúng tôi, cũng như là nếu mà anh em cần quay đến chiếc xe nào đấy thì mình sẽ quay lại cho anh em. Những cái đồ điện tử thì công nghệ nó thay đổi liên tục, do vậy thì mình sẽ cập nhật thường xuyên để anh em có thể nắm bắt được công nghệ cũng như là lắp đặt những cái sản phẩm với cái giá cả rất phù hợp với công nghệ hiện tại, không bị sai thời đại công nghệ. Đấy, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.